Dễ thương không? Rồi con thử con mở coi có cái gì nè. Hơi bù. Cái gì? Cái nào đâu? Đây gửi chị Kuka. Cái gỡ đi. Gửi đi. Cái xé ra cái gỡ luôn. Ba nghĩ cái xé được á. Ủa dùng răng luôn. Sao dùng tao được dùng răng hả? Trời ơi dùng răng nó xé rồi tao hiểu. Mày giúp đi rồi. Được không? Em đau búa nè, thấm chừng. À, đau quá. Đau. Trời ơi, cơ thuốc đó hả? Đắng quá à. Thuốc gì mà đắng quá à. Đi thôi. Thôi, vậy cho miếng siro đi. Siro đâu? Siro đâu? Siro nè. Thuốc này ngọt nè, dễ uống nè. Thuốc này đắng quá. À, đưa tay nghe kìa. Khám bệnh cho mẹ đi. Không được hả? Con đang không được hả? Mẹ giúp nha. Rồi. Nè. Rồi. Đủ rồi. Trời ơi, gõ búa nữa. Rồi, cặp nách. Rồi, nó cặp nách. À, nắng quá. Rồi, 38 độ rồi. Tôi bị sốt rồi bác sĩ. Trời uống thuốc hạ sốt hả? Uống 2 viên đúng không bác sĩ? Uống mấy viên? Bác sĩ ơi, sao bác sĩ kê mà bác sĩ không nói uống nhiêu vậy? Đưa 2 viên uống hết 2 viên hả? 2 viên. Trời ơi 2 viên uống này chắc quá liều quá.